Mình tên gì? Mình tên Ruby. Thôi, chào các bạn nha. Hôm nay là mình hưởng ứng chương trình đội nón bắp cải của Nhật Bản nha các bạn. Châu dập gió quá. Ngồi lên, anh đi ngồi lên. Gió quá, anh đi cái nón bắp cải của mình nó bay mất tiêu rồi các bạn ơi. Anh đi ngồi lên rồi. Nghe nói là nón bắp cải nè các bạn, nó có tác dụng là hút nhiệt. Cho nên trời nóng á, thì mình sẽ đội cái bắp cải này lên đầu thì nó sẽ giúp cho hút nhiệt, giảm say nắng. Đó, mình sẽ còn cảm thấy là đỡ đau đầu hơn nữa. Cho nên là mà cái phong trào này á, là được rất là nhiều người hưởng ứng luôn, từ lớn, từ người già cho tới trẻ nhỏ, ngay cả là những cái con vật cưng cũng đội nón luôn, như chó, mèo gì cũng đội luôn đó các bạn. Đó, cho nên là mình thấy cái này cũng rất là hay, cho nên là mình thử coi nó có hiệu quả hay không. Đó, mà công nhận là nó mát thiệt các bạn. Các bạn cũng thử coi sao nha các bạn. Đâu thầy chùa bên mẹ coi đây nè các bạn. Đó, đội đằng trước cũng được, hoặc là đội như vậy cũng được, đội sau cũng được nha các bạn. Đầu không có tóc thì càng dễ đổi nha, rất là mát luôn. Muốn một vòng coi, quay một vòng cho các bạn coi đi. Đẹp quá. Quay lại lần trước cho các bạn đi, cho các bạn nha. Nếu mà bạn nào mà thấy nhức đầu chóng mặt thì các bạn cứ đổi nón bắp cải như nha. Đây là cái bắp cải nè các bạn. Đó, đây là cái bắp cải. Các bạn ra chợ với các bạn cứ mua một cái bắp cải. Qua đây với mẹ nè. Mẹ ơi, mẹ đừng cho con một video. Dạ, ai đâu chị chào tất cả các bạn. Đây là cái bắp cải nha các bạn. Thì đây, mình bắp cải cho các bạn. Đó, mình mua về. Rồi mình tách ra, mình lấy một cái này nè. Đó, mình đội lên. Mẹ đội gì hai cái vậy? Mát, đội lên là thấy mát liền luôn các bạn. Đó. Cái này đang được người Nhật rất là hưởng ứng luôn. Thì các bạn ai mà mình có đi ngoài nắng rồi, hoặc là mình ở nhà mà nóng quá thì mình cứ thử nha. Rất là mát luôn. Mát không thầy chùa? Mát không? Quay lại cho các bạn coi, mũ rách tê tua rồi. Quay lại cho mẹ. Qua đây. Okay. Các bạn trời nắng nóng á, thì các bạn đội nón bắp cải để cho nó mát nha. Mát giúp bắp cải có tác dụng giúp hút nhiệt, cho nên là nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ, và nó sẽ giúp cho mình cảm thấy dễ chịu nè, nó giảm bị say nắng nè. Đó, cho nên là các bạn trời nắng nóng gì á, thì các bạn đội nón bắp cải trên đầu nha. Duyên quá. Hiện tại đây là cái trào lưu. Hiện tại đây là một cái trào lưu mới ở Nhật nha các bạn. Rất là được người Nhật hưởng ứng. Các bạn hãy thử xem coi thử là nó có giúp các bạn giải nhiệt, giảm nhức đầu trong cái mùa nắng nóng này không nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn nha. Bye bye các bạn. Tạm biệt các bạn đi con. Chào các bạn yêu quý nha. Đã nóng bắp cải nha.